Em xin chào tất cả anh em chơi radio cassette trên toàn quốc. Hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu đến anh em một đài Nativna model RX-5100, một đài rất được nhiều anh em chơi ưa chuộng và siêu tầm. Một máy hàng máy bay ship từ Nhật Bản về bằng đường hàng không, nó rất đẹp. Máy nó rất đẹp nha, con này độ mới nó đang tầm trên 95%, được em chọn lọc rất kỹ lưỡng và đã thay dây bu loa vệ sinh sạch sẽ để anh em chỉ việc chơi thôi. Ở đây thì em đang test một phần line in này, đây em đang test một phần line in. Đấy, trên hình ảnh đây thì anh em có thể nhìn thấy cái xi mạ này rất đẹp nhá, xi mạ này, rồi loa này, tiếp theo đến phần cửa băng này rất đẹp, nhôm, phần nhôm này, phần mặt kính nhá, mấy ca nhá, FM 108. Mưa rơi gác xưa thêm quạnh vắng, phong coi lắng tiêu điều, đường xưa vắng điêu hiu. Đêm sầu đi trong tôi nhớ, đau thương những chỉ là mong mơ. Rất đẹp các bạn nhá. Đây là test về đây là test về line in này. Em sẽ tắt line in và em sẽ test cho các bác là phần băng này. Băng thì em sẽ test một bài hát của ca sĩ Hoàng Oanh nhá. Đấy, một ca sĩ nổi tiếng. Cô hương xa nửa địa cầu, nghìn trùng kỷ niệm. Em xin rút cái dây này cho đỡ vướng nha. Sẽ đầm rất tuyệt vời, không chê được gì nữa. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, khi ngoài kia bão tố đầy trời, từng cánh lá cuốn gió rơi vào lòng đêm thâu, thương thầm buồn này. Mê ca nó mới tinh luôn đấy nha, mới tinh luôn, mới cả. Ngày về ôi xa quá, cánh nhạn còn miệt mài trong nắng hồng mê say. Lạ mây chim chiêu chín, hai phương trời cách biệt, đêm chờ ba đêm. Đây là phần hông ạ, đây có line in line out nhá. Line in line out này, nguồn AC 100V. Đây là phần xi mạ của tay phách.
các bạn nhìn thấy là rất bóng như vậy nhá. Tiếp theo là phần hậu bên này. Đằng sau rồi so bì nâng mới sáng choang nha, so bì nâng mới sáng. Nhà quay rõ thông số cho bác nhìn. Marin Zafan nhá. Model là RX-5100. Công suất là 12W, điện 100V. Nguồn DC của nó là 12V. Các bác nhá, rất giỏi nhá. Đây là phần nóc của máy. Và đúng nút này. Như mới tinh luôn. Theo máy. Chưa bao giờ một phút sống xa nhau. Không những đêm trăng tàn soi sớm vắng. Đưa nhau về anh viết thành bài ca. Thương những khi chưa hè nghiêng nắng đổ. Hát hiu buồn tiếng nhất test tour này. Đấy. Rất êm ái và mượt mà nhá. Hết băng là tự auto stop nhá, tự tắt. Em chuyển sang mạch radio. Thành âm hưởng vui tươi tràn đầy sức sống. Bài hát hay ý nghĩa, viết về một Hà Nội thân thuộc, gần gũi và vô cùng mộc mạc, ca từ tự nhiên với những từ ngữ miêu tả sinh động. Chính vì lẽ đó mà năm 2007, bài hát Nồng Nàn Hà Nội của Nguyễn Đức Cường đã giành được giải thể nghiệm của bài hát Việt và được giới trẻ Hà Nội vô cùng yêu thích. Từ đó tên tuổi nhạc sĩ cũng được khán giả biết đến nhiều hơn. Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc này có phần thể hiện của chính tác giả. Bước xuống phố sang tinh mơ, dạo qua góc công viên. Em xem video nếu đăng ký kênh nhớ nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em những video sau. Đã vươn lên thoát nghèo làm giàu như gia đình anh Hồ Văn Mừng ở thôn Trăng Tà Puồng, xã Hướng Việt. Đấy, và anh Hồ Văn Diệp ở thôn Miệt Ba Công, xã Hướng Linh. Hiện nay đều chăn nuôi hơn 10 con bò, mỗi năm thu nhập hơn 50 triệu đồng. Đây là theo Trung tá Võ Hữu Yên, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 52, để duy trì hiệu quả nguồn con giống cung cấp cho bà con nhân dân trên cơ sở chủ trương của chỉ huy đoàn. Trung đoàn đã chỉ đạo các đội sản xuất nghiên cứu thử nghiệm các vật nuôi khác phù hợp với điều kiện khí hậu thời tiết nhằm đa dạng hóa giúp. Có chế độ các bác nhá. Dùng mình. Tuy nhiên chế độ nháy và không nháy này, đây em là để chế độ nháy này. Là theo lớp ấy thì không nháy này. Lôi kéo nhau và tắt này. Tất cả sẽ cùng chơi, bất chấp sau đó có những cái bạn nôn hay là bị chóng mặt như là trong phóng sự chúng ta vừa nghe ạ. Điều này thì anh nghĩ sao ạ? Khi mà chơi các trò chơi này thì cái người đầu tiên mà không nên chơi đó là những người mà có cái chăn nuôi, biết là áp dụng cái khoa học kỹ thuật để là vào. Đấy, rất rõ và nét nhá. Đây là phần FM.
anh chuyển sang hai em này. Cán bộ sĩ của đoàn kinh tế quốc phòng 337 đã kề vai sát cánh cùng cấp ủy chính quyền địa phương triển khai xây dựng các công trình hạ tầng và tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời xây dựng các mô hình phát triển kinh tế giúp bà con nhân dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Đại tá Uông Đình Tân, đoàn trưởng đoàn kinh tế quốc phòng 337 khẳng định: Lân Cương đoàn đảo ngọn giáo thành đạo lập những công lao cho sáng tác mà hưởng sự vinh hoa, lưu danh sử sách, như thế thì người già mới không uổng một đời. Các bạn vừa nghe Nguyễn Thanh đọc truyện Thủy Hử, một danh tác cổ điển của Trung Quốc. Tiết mục đọc truyện đến đây tạm dừng. Thân ái. Giám sát về an toàn ở cái khu vui chơi đó nó kỹ càng hơn. Các cái thiết bị bằng mắt thường thì các em cũng có thể thấy được rằng đấy là những cái thiết bị mới đảm bảo. Ví dụ như mình mà ngồi vào một cái ghế quay mà mình... Đã, em xin mở nhỏ lại này, em là test và quay đầy đủ tất cả mọi chức năng và các góc cạnh của máy cho các bác xem qua rồi. Cam kết với các bác là độ mới của máy tầm 95% trở lên và các bác yên tâm về chất lượng lẫn độ đẹp. Cam kết các bác nhận hàng sẽ hài lòng. Video là ra là em xin dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các em trên toàn quốc đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Em xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.